Ô tô cũ Hùng Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm video để gửi tới các bạn về chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2003 các bạn nhé. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bạn ạ. Xe được trang bị ở phần ngoại thất luôn là màu đen nguyên bản, không phải là màu đổi các bạn nhé. Và giới thiệu với các bạn thì đây nó là một cái mẫu xe mang một khối động cơ của Nhật các bạn ạ. Và mình sẽ đi vòng quanh một lượt về phần ngoại thất để các bác ngắm nhìn phần ngoại thất của một chiếc xe 323. Và xin giới thiệu với các bạn chiếc xe này, bản này nó bản Classic các bạn nhé. Bản này nó bản 2 túi khí phanh ABS các bạn ạ. Đây các bạn quan sát này, về phần ngoại thất này. Máy 1.6 xăng dầu ăn cũng là hợp lý các bạn nhé, máy 1.6. Nó là bản đủ, thế nên toàn bộ lá răng nó là lá răng của hãng các bạn ạ. Đây các bạn quan sát này, mang thương hiệu Mazda. Lốp này 185/65R14 đây. Và mời cả nhà quan sát phần nội thất của chiếc xe. Bản 2 túi khí phanh ABS. Bản này nó là bản Classic, bản đủ. Nó không phải là bản 323 bản thường các bạn ạ. Đây các bạn quan sát này, từ cái phanh tay củ số này. Bác nào yêu thích cái dòng xe Nhật, một dòng sedan hai đầu chạy đầm chắc, một khối động cơ của dòng xe Nhật, thì liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Địa chỉ của mình là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và đây phần đuôi xe đây, 323, xe mang thương hiệu Mazda. Sơn xi còn tương đối bóng mượt các bạn ạ. Đây nó là những cái mẫu xe dành cho các bác công chức về hưu, các bác có tuổi, để những cái năm tháng sức khỏe còn đủ chiêm ngưỡng, cũng như là chạy những cung đường, đi chơi thăm bạn bè, thăm con cháu, cũng như là đi du lịch ngắn ngày, thì đây là một cái phân khúc xe rất hợp với các bác. Giá rất yêu thương các bạn nhé. Xin giới thiệu lại với các bạn, chiếc xe này là sản xuất năm 2003. Bản Classic 2 túi khí phanh ABS. Nó là dòng bản đủ nhất của dòng Mazda. Và đây mời cả nhà quan sát phần đầu xe này. Một chiếc xe thân hình về form dáng còn tương đối là vuông vắn. Từ đèn pha đến đèn chiếu hậu còn rất sáng. Tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới các bạn nhé. Hồ sơ chủ mã đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao an ninh tuyệt đối trọn đời cho các bác. Và lốp này, một dàn lốp còn dày trên 80% các bạn ạ. Đây, cua lốp này. Ở đây các bạn quan sát phần nội thất của chiếc xe, từ cái bua lăng này, táp lô đồ nhựa, trần nó là trần nguyên bản màu tàn thuốc các bạn nhé. Một bộ áo ghế da, đây các bạn quan sát này, một bộ áo ghế da của hãng này, chứ không phải là loại da rẻ tiền các bạn. Bản đủ cho nên là đây các bạn này, chỉnh ghế này, cao thấp chân dài chân ngắn này chỉnh ở đây các bạn này. Và đây các bác còn quan sát này, chân côn, chân phanh, chân ga này còn rất đẹp các bạn nhé, đồ nhựa tươi mới. Ốc bản đề bên lái này, sơn xi còn rất nhiều các bạn nhé, rất nhiều sơn zin. Xin cam kết với quý anh chị và các bạn là chiếc xe này không đâm va, máy không bị thủy kích, keo chỉ còn tương đối là nguyên bản. Nội thất đồ nhựa này, bác nào yêu thích cái dòng xe công nghệ Nhật thì liên hệ trực tiếp cho mình. Bên mình còn rất nhiều xe là các bạn tham khảo.
Mời các bạn đến với bãi xe bên mình, địa chỉ là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn ạ. Mặt đường quốc lộ 2. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Toàn bộ lòng trong cánh cửa nó là sơn zin hết. Nội thất thì sạch đẹp. Trần phào nó rõ ràng đấy các bạn này, trần nguyên bản. Mời cả nhà quan sát phần nội thất của xe. Và rất mong các bác khi xem video like và chia sẻ ủng hộ kênh ô tô Quốc Hùng Mỹ Linh. Và bạn nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Và bên mình liên tục cập nhật những mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Ở đây, cua lốp của xe đây ạ. Một dàn lốp nhé các bạn nhé, một dàn lốp rất đẹp. Mazda nó là một cái thương hiệu lớn của ngành ô tô của Nhật. Những chiếc xe mang thương hiệu Mazda hiện giờ đang được các bạn trẻ của Việt Nam mình rất ưa chuộng các bạn nhé. CX-5 Mazda 626, những cái phân khúc xe. Xe được trang bị cam lùi đầy đủ ở đây quý anh chị và các bạn này. Và đây mời cả nhà quan sát cái phần cốp sau của xe. Đây các bạn này, chỉ có đôi ba chỗ nó chầy xước cũng như là phai màu theo thời gian thôi các bạn ạ. Đây các bạn quan sát này, toàn bộ chỉ này. Và đặc biệt hai bên máng nước đây ạ. Đây các bạn quan sát máng nước à, máng nước bên phụ này. Cốp sau rất rộng các bạn nhé. Chiếc xe này rất hợp để các bạn cả một gia đình đi picnic, đi du lịch trong những lúc mùa hè nóng bức như thế này, cũng như là các lúc những lúc mà dịp lễ Tết, những ngày mà được gia đình được nghỉ, đầu tư ít tiền mà chạy lành máy các bạn nhé, đầm chắc. Xăng thì ăn rất hợp lý các bạn ạ, vì khối động cơ máy có 1.6 thôi. 5 quả lá răng đúc các bạn ạ. Bản này là bản đủ 5 quả lá răng đúc, bản Classic cũng như bản trước mình giới thiệu. Còn đây, phần gầm xe đây. Đây các bạn quan sát kỹ phần gầm xe này. Khi quay video mình cố gắng mình quay thật chi tiết, thật kỹ để các bạn có một cái nhìn tổng thành, một cái chi tiết nhất để các bạn khán giả tự đánh giá. Mazda thì rất nhiều các bạn nhé, kiếm được những chiếc xe cứng, những chiếc xe đẹp thì nó lại là cả một vấn đề. Và mời cả nhà quan sát cái phần cua lốp bên phụ. Ở đây ba bô lê đây. Và gầm xe đấy. Chỉ có hơn 100 triệu thôi. Giá chưa bằng cái xe SH các bạn đã sở hữu một cái xe sedan hai đầu công nghệ Nhật rồi. Động cơ rất lành máy các bạn nhé. Và đây, phần đồ nhựa táp ly bên phụ. Và một lần nữa xin cam kết với cả nhà là xe không bị đâm va, máy không bị thủy kích các bạn nhé. Đây toàn bộ đinh tán kèo cột này. 3 cột, cột A, cột B, cột C. Đầu đít, cột kèo, keo chỉ. Đầu đít thì không bị tác động của hôn hít đâm va, còn keo chỉ thì chỉ có phai mờ theo thời gian thôi. 3 cột, cột A, cột B, cột C nguyên bản, chưa tác động của sự tác động của đâm va chạm trồ tai nạn các bạn nhé. Máy không bị thủy kích. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng nguyên phụ. Từ cái tay mở cửa đây các bạn này. Bản 2 túi khí đây các bạn nhé.
túi khí người lái và túi khí dành cho ghế phụ. Ba sản xuất năm 2003 bản Classic. Bản đủ các bạn, Classic nó là phiên là bản đủ hai túi khí phanh ABS. Trần phào nó là nguyên bản, trần nỉ. Áo số zin, ghế zin vẫn nguyên bản theo xe. Đầu đĩa cũng nguyên bản theo xe, chưa độ đẽo cái gì các quý anh chị và các bạn ạ. Và đây các bạn quan sát là ốc bản này bên phụ này. Và một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ theo dõi. Và rất mong các bạn khi xem đến cuối video này, like và chia sẻ cho kênh Ô tô Quốc Hùng Mỹ Linh. Và bạn nào chưa có kênh thì một lần nữa đăng ký ủng hộ mình. Và để kết thúc phần ngoại thất cũng như là phần thân vỏ thì mình xin giới thiệu các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 136 triệu cho một chiếc 33 sản xuất năm 2003, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, giấy tờ nguồn gốc sản xuất cũng như là sử dụng rõ ràng, bao rút hồ sơ và ship xe trên toàn quốc nếu quý anh chị các bạn có nhu cầu. Giá rất hợp lý các bạn nhé, 136 triệu. Bạn nào yêu thích cái dòng xe công nghệ Nhật, sedan chạy đầm chắc, giá chỉ bằng cái xe SH thì liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299 và địa chỉ bãi xe mình đây các bạn này. Còn rất nhiều xe là các bạn quan tâm. Địa chỉ là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc quý anh chị và các bạn ạ. Và mời cả nhà cùng đến với phần trái tim của chiếc xe là các bạn cùng mình test thử xem cái khối động cơ của chiếc xe có được như lời mình nói hay không. Thì đây nó là một cái minh chứng mắt thấy tai nghe, xem có xứng đáng cái đồng tiền mình đề ra mình giao bán hay không. Đây các bạn này, mọi thông số điều hòa lạnh buốt nhé. Máy gầm đại chất, thân vỏ không mù mọt, chỉ có đôi ba chỗ phay mờ theo thời gian thôi. Một cái bô lăng zin đây các bạn này. Xe đi nhiều hay đi ít các bạn cứ để cái khóe chấu lái đây các bạn này, hai bên này. Vẫn còn gai sần, nó thể hiện một cái xe đi tương đối là ít. Đời thì sâu nhưng sức khỏe rất tốt các bạn nhé. Đây, các bạn quan sát này, kính này, toàn bộ kính là kính điện hết các bạn nhé. Hoạt động rất trơn tru. Đèn gầm này, đèn xinh nhan này, đèn mà xinh nhan bên tai này, hoạt động rất ok các bạn ạ. Riêng máy con này thì lộ thì chấm hết các bạn ạ. Mình đã test thử rồi, mình đã chạy mọi cung đường, con này máy rất chất các bạn nhé. Mua những cái xe đời thấp, xe cổ này thì các bạn phải mua được những chiếc xe máy chất thì không phải lo nghĩ về vấn đề sửa chữa, như mua những chiếc xe phễu, máy phễu, xe lát thì các bạn về thì rất mất thời gian nha các bạn, rất mất việc, mất thời gian mà đi này, khả năng làm đường nó cao. Và đây các bạn quan sát này, toàn bộ chỉ này không dùng hóa chất tẩy rửa các bạn, để nguyên mộc luôn, mua như thế nào quay như thế. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh này, chỉ lắp capo này, từ con ốc là chưa chạm này. Chỉ có những chiếc xe đẹp mới còn nguyên cái tấm lỉ chống tỏa nhiệt lên lắp capo đây các bạn này. Đấy, lỉ khoang máy nó cách biệt này. Động cơ máy lổ thi thâm các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát là máng nước hai bên này, bên lái này, zin từ cái đèn các bạn nhé. Răng đầu là răng đầu zin, sơn zin chưa phải một giọt sơn nào. Và đây máng nước và ụ giảm xóc bên phụ đây. Máy đang nổ đây quý anh chị và các bạn ạ.
Vào đây. Ký hiệu động cơ của dòng Mazda. Mazda mang một khối động cơ riêng biệt các bạn nhé. Máy lổ đạp bát nước còn không so sánh đây quý anh chị và các bạn này. Rất mong cả nhà đẩy view ủng hộ kênh ô tô cũ Hùng Mấy Linh. Từ cái rắc cắm nào là nguyên bản hết các bạn nhé. Đồ nhựa tươi mới đây các bạn này. Khi xe khoách khoang máy chạy nhiều nên là những cái này không thể giấu được các bạn nhé. Nó tỏa nhiệt, nó sẽ bị xuống màu. Nó không còn giữ nguyên được cái màu nguyên bản như thế này. Và từ cái mặt này, mặt thép này. Hai bên ụ giảm xóc rất đẹp đây các bạn này. Ốc 7 màu vẫn còn nguyên màu đây các bạn này. Ở đây, hai bên này. Đây nó là một cái minh chứng của những chiếc xe đẹp. Và đặc biệt đây các bạn này. Máy cực kỳ chuẩn các bạn nhé. Lỗ thì thầm luôn, không một chút hơi thừa, một chút khoái nào. Động cơ Mazda thì nó là một cái phân khúc của xe Nhật. Một hãng xe hơi lớn của Nhật Bản. Không có một chút tiếng kêu lạ các bạn nhé. Không một tiếng sọc sạch. Máy thì thôi rồi luôn. Nhưng con này máy không thể chê vào đâu được. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý anh chị và các bạn về chiếc Mazda 3i3 bản Classic, bản đủ 2 tư khí phanh ABS, sản xuất năm 2003 với giá 136 triệu. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhân đây mình cũng xin giới thiệu với cả nhà còn những mẫu xe để các bạn quan tâm. Matiz SE sản xuất năm 2007, không taxi, xe dịch vụ một ngày. Giá một xin lỗi các bạn là giá 69 triệu có thương lượng. Vào đây. Kia Morning sản xuất năm 2011, bản 6 túi khí nhập Hàn, số sàn, biển của Vĩnh Phúc. 185 triệu. Vào đây, Honda Civic sản xuất năm 2012, số tự động. Máy 1.8, lốp sơ cua chưa hạ, zin từ mặt máy này. Chiếc này mình cũng quay video rồi. Chiếc này 388 triệu. Còn Hyundai Getz mình có hai chiếc màu bạc. Đây là chiếc Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, số sàn. Chiếc này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 178 triệu. Còn đây Hyundai Getz có hai chiếc cùng đời, sản xuất đời chót 2010 các bạn nhé. Và để kết thúc chương trình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.